Mùa hè sắp đến rồi và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm món canh chua cá ba sa. Nguyên liệu gồm có cá ba sa, giá, sứa, dọc mùng, rau ngổ, mùi tàu và đậu bắp, me, tỏi, cà chua, hành khô, ớt để cho bát canh cá của mình phong phú. Bước đầu tiên chúng ta sẽ ướp cá. Ta lấy một thìa cơm gần 15ml nước mắm. Chúng ta sẽ ướp cá trong vòng 15 đến 20 phút. Tiếp theo là chúng ta sẽ đun nước me để lọc. Cái nước đã cho 300ml nước. Khoảng 60 gram me. Chúng ta bật bếp này. Đun sôi để cho miếng me tan ra. Khi nước sôi chúng ta vặn nhỏ lửa thôi để me, chờ lúc me tan hết ra. Sau khi me đã đun được 3 phút thì bắt đầu các hạt me đã mềm ra. Chúng ta tắt bếp, lọc lấy nước trong hộp me ta sẽ bỏ đi. Bây giờ chúng ta chuẩn bị trước phần nguyên liệu để cho vào bát canh cá. Bây giờ chúng ta sẽ làm một phần gia vị không thể thiếu trong món canh cá chua. Đó là mình đã chuẩn bị ở đây 2 củ tỏi băm. Bây giờ chúng ta sẽ phi vàng nửa số tỏi này. Để khi mà trình bày lên trên bát canh rất đẹp và mùi bát canh nó có mùi rất thơm. Khi bắt đầu tỏ bắt đầu vàng rồi ta tắt bếp luôn. Thì lúc này dầu ở trong chảo vẫn còn nóng. Thì chúng ta để bật thêm bếp thêm nữa thì sẽ bị cháy tỏ. Chắc mỡ ra. Đây là phần dầu mình vừa phi tỏ và cái nồi mình vẫn giữ lại không rửa nhá. Phần cà chua đã nhiều rồi, bắt đầu ta cho nước vào đun sôi. Rồi nước canh của chúng ta đã sôi rồi thì chúng ta tiếp tục bỏ cà chua và chúng ta bổ cau. Chúng ta cho vào đây 2 thìa cơm nước mắm, 1 chút xíu đường,
nước me chúng ta vừa là chúng ta cho vào đây. Bạn cứ nêm từ từ thôi, do mình sợ chua. Gia vị và đường nước me mình đã cho vào rồi thì bây giờ chúng ta đợi nước sôi lại, chúng ta nếm thử xem còn thiếu gì không được không, cho thêm. Phần cá lúc từ ban đầu nước sôi nhá thì mình mới thả cá vào, thì thả cá thứ nhất là nó không tanh, cái thứ hai là cá ba sa thịt rất là mềm, thì chúng ta thả khi mà nước chưa sôi thì nó vừa làm nát cá vừa khiến cho cái nồi canh của chúng ta rất là tanh. Đun được khoảng 10 phút thì ta vớt cá ra. Ta cho sọc mùi vào đậu bắp. Bây giờ nồi canh đã sôi trở lại, chúng ta tắt bếp và múc cho lát. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong một bát canh chua cá rất là thơm và ngon. Chúc các bạn ngon miệng.